Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắp ráp bộ đồ chơi trẻ em. Thì thông qua việc lắp ráp bộ đồ chơi này, chúng ta sẽ tìm hiểu được hiện tượng cảm ứng điện từ, tức là một cái cuộn dây khi có dòng điện chạy qua nó sẽ phát sinh từ trường. Cách hoạt động của bộ đồ chơi này rất đơn giản. Chúng ta có nguồn điện và đấu để cho cái nguồn điện này chạy qua cuộn dây. Thì khi mà cái nguồn điện chạy qua cuộn dây, nó sẽ tạo ra từ trường và đẩy cái xích đu này ra khỏi vị trí thăng bằng. Đây, chúng ta thấy ạ. Còn thấy không, khi chúng ta có nguồn điện chạy qua cuộn dây, nó sẽ tạo từ trường và đẩy cái xích đu ra khỏi vị trí thăng bằng. Lý do là dưới chúng ta có một cái nam châm và hai cái từ trường sẽ tác động nhau và đẩy cái xích đu ra khỏi vị trí thăng bằng. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp ráp cái bộ chơi này từ cái bộ kit có sẵn. Đây là cái bộ kit để chúng ta lắp ráp mô hình xích đu trẻ em. Thì trong này sẽ có những bộ phận sau. Thứ nhất, các bạn thấy có là cái hướng dẫn sử dụng với từng bước lắp đặt. Đây là bộ phận cấp nguồn, sẽ sử dụng hai pin tiểu 1,5V, dây dẫn điện. Đây là có cuộn dây để tạo từ trường, một cái miếng xốp để làm chân đế, băng dính hai mặt. Đây là cái thanh chống, rồi là khung. Ta có ba cái thanh chống. Đây cũng nam châm và cái khuyên này dùng để làm móc treo cho cái xích đu. Để tiến hành lắp ráp thì chúng ta sẽ theo cái hướng dẫn sử dụng từng bước một. Thì đây là cái đế, là cái phần bộ phận đầu tiên chúng ta lắp. Ở đây có hai cái lỗ xuyên thủng, và sau đó các bạn dùng hai cái thanh dài bằng nhau và cắm vào đây. Ở đây chúng ta có hai cái thanh chống. Tiếp tục, nó sẽ lắp cái phần thanh ở trên. Thì trước khi lắp cái thanh ở trên thì chúng ta có để ý là có cái vị trí để chúng ta lắp cái khuyên móc vào đây. Đây có hai cái khuyên. Rồi các bạn vặn cái khuyên này vào cái vị trí lỗ có sẵn. Các bạn có thể dùng tay vặn được. Tương tự vậy cái khuyên còn lại. Đây, chúng ta có hai khuyên. Tiếp theo là ta sẽ cố định cái phần thanh ngang này vào hai cái thanh đứng. Thì biện pháp cố định đây, các bạn có thể dùng băng dính hai mặt. Và các bạn dán vào cái phần này để cố định. Các bạn dán vào đây. Tương tự vậy với phần thì đối xứng. Và sau đó các bạn bóc cái lớp băng dính còn lại. Và chúng ta sẽ cố định vào phần thanh chống. Như vậy là chúng ta đã xong cái phần thanh chống và thanh ngang. Tức là cái khung của cái bộ đồ chơi đã hoàn thành. Tiếp theo ta sẽ đấu cái hệ thống điện, và ở đây có một cái nữa là cái xích đu. Thì cái hệ thống điện với xích đu này thì sẽ được dán vào nhau. Đây là hai cực nam châm điện. Cái này cũng sẽ dùng băng dính hai mặt để đấu vào đây. Còn cục nam châm này thì các bạn sẽ đặt ở phía dưới. Còn cái phần cuộn dây sẽ đấu vào, buộc vào trong cái hai cái móc treo vừa lắp xong. Cũng dùng băng dính hai mặt.
ta cố định cái nam châm này ở giữa. Còn đặt nam châm này ở giữa. Rồi, các bạn bóc cái lớp còn lại ra và đặt nam châm ở chính giữa. Xong. Bước tiếp theo chúng ta sẽ gắn cái phần cuộn dây này vào cái phần xích đu. Thì các bạn để ý là cái cuộn dây ấy thì bao giờ cũng có một cái lớp gọi là lớp cách điện. Thế nên là để đảm bảo cái đồ chơi hoạt động được thì chúng ta phải cạo cái lớp cách điện này đi để cái nguồn điện nó tiếp xúc được vào trong cuộn dây, vào cuộn dây đồng này. Sẽ cạo cái dây đồng này. Vì cuộn dây nên bao giờ cái lớp cách điện này sẽ đảm bảo là các cái dây trong này không bị tiếp xúc với nhau. Để đấu điện đây ta phải cạo cái lớp cách điện. Để đảm bảo rằng là cái phần dây đồng này sẽ được tiếp xúc trực tiếp với cả nguồn điện thông qua cái móc treo này. Và ta sẽ tiến hành đấu cái dây đồng này vào đây. Các căn chỉnh độ cao cho phù hợp. Và sau đó các bạn ạ. Chúng ta căn chỉnh làm sao cho không quá xa cũng không quá gần cũng nam châm ở dưới. Thì cách hoạt động nó rất đơn giản, khi nguồn điện chạy qua sẽ biến cái cuộn dây này thành một nam châm điện và tạo ra lực đẩy của cái nam so với nam châm vĩnh cửu ở dưới, và chúng ta sẽ được cái xích đu sẽ lắc lư. Sau khi các bạn gắn cuộn dây vào thì ta sẽ tiến hành gắn cái ảnh này vào bằng băng dính hai mặt. Bạn dán cái phần băng dính hai mặt vào cuộn dây. Và sau đó ta dán cái ảnh này vào. Vậy ta đã xong phần khung của xích đu. Tiếp theo ta sẽ đấu nguồn điện. Thì ở đây chúng ta có nguồn điện 3V. Phần màu xanh này các bạn đấu ở bên tay phải. Đấu vào trong cái phần khuyên. Khuyên treo. Các bạn đấu vào phần khuyên treo và vặn lại. Rồi phần màu đỏ thì chúng ta sẽ dùng để tiếp xúc với cái khuyên còn lại. Cái nguồn này các bạn cũng dùng băng, cái nguồn này các bạn cũng dùng băng dính hai mặt để các bạn gắn vào trong cái trục. Gắn vào đây. Và bây giờ ta sẽ thử nghiệm cái xích đu này. Các bạn để ý là khi chúng ta chạm cái nguồn dương vào trong cái móc treo thì cái xích đu này di chuyển lệch khỏi vị trí của cái nam châm vĩnh cửu. Lý do ở đây là khi có nguồn điện chạy qua cuộn dây thì nó tạo ra từ trường, và từ trường này sẽ tác động với cái từ trường nam châm vĩnh cửu khiến cho cái xích đu này bị đẩy ra ngoài, khi lắp vào thì lại bị đẩy ra. Trên đây chúng ta vừa hoàn thành công tác lắp ráp cái bộ đồ chơi xích đu trẻ em. Thì cái bộ đồ chơi này dựa trên hiện tượng là cảm ứng điện từ rất là thú vị. Thì hy vọng các bạn sẽ có một bộ đồ chơi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.